sẽ giơ tay và đặt câu hỏi. Pháp sư sẽ trả lời các câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là con có thể kết hợp thiền niệm sự chết trong mỗi thời thiền hơi thở, tức là 10-15 phút đầu con sẽ thiền niệm sự chết. Sau đó con để có cái sự kinh cảm và chuyển qua thiền niệm hơi thở thì có được không ạ? Và khi đó thì mình có thể bỏ qua niệm về cái chết hoặc là chỉ niệm về cái chết, niệm về xác chết và chỉ niệm về xác chết một cách lướt qua có được không ạ? Là câu hỏi đầu tiên. Được nhé, thực hành như vậy rất là tốt. Trước khi vào thực hành thiền hơi thở, mình nên thực hành một pháp thiền nào đấy trước để gột rửa cho những cái phiền não nó bớt đi, làm cho tâm nó thanh tịnh lên, hay làm cho nó hoan hỷ phấn chấn, hoặc làm cho nó kinh cảm nó nhàm chán những cái niềm vui giả tạm ở thế gian đi. Rồi khi mà mình chú tâm trên hơi thở sẽ đạt được cái định sâu hơn. Vậy nên là mình có thể niệm về sự chết này trước khi thực hành thiền hơi thở. Và trước khi niệm sự chết thì có nên lướt qua niệm xác chết một chút xíu. Bao lâu tùy mình niệm xác chết cho đến khi thấy hình ảnh xác chết đã hiện rõ ra. Rồi niệm sự chết xin mình. Rồi sau đó quay về niệm hơi thở. Và nên thực hành như vậy thường xuyên, đều đặn. Thì cái pháp thiền hơi thở đấy sẽ tiến bộ nhanh chóng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi thứ hai là nếu mà mình chọn một trong tám cách tác ý, ví dụ như là cái thân này là thức ăn của vi khuẩn, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, thì khi đó mình có hình dung ra hình ảnh gì không ạ? Hay là mình chỉ niệm về cái thân thôi? Có, mình có nên hình dung ra, có nên hình dung ra giống như là có rất là nhiều vi trùng, vi khuẩn và nó đang bâu bám ở trên thân thể mình. Hàng 8 vạn 4 ngàn loại vi trùng, con vi trùng nó đang bâu, giống như nó bâu kín hết từ trong ra đến ngoài khắp toàn thân mình. Tóc lông móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận, tim gan lá lách, phổi ruột màng của mình, chỗ nào cũng có những cái con ấy. Và mình phải quán được ra như vậy, chứ niệm mỗi cái khái niệm không là không có tác dụng nhé. Niệm mà phải có hình ảnh, niệm về những cái pháp thiền niệm xác chết sự chết này, mình phải quán ra được cái hình ảnh đấy mới kinh cảm và mới có được định tĩnh. Chứ còn nếu mà chỉ niệm khái niệm không là sẽ vô ích, nên phải cố gắng tưởng tượng ra nữa. Dạ kính bạch sư, cho con có câu hỏi. Hồi nãy lúc sư giảng á, sư nói là niệm sự chết mình có thể khi mình đắc được thần thiền á, thì mình có thể thấy được cái lúc cận tử của mình và thấy được khi mình chết, thì cái đó cho con hỏi là mình có cần phải đắc thần thông không, hay là chỉ cần tứ thiền là mình có thể biết được cái đó? Không phải thần thông đâu, mà cái này là chỉ cái tâm định của mình nó thấy được. Chỉ cần nếu như mà ai đã thực hành thiền niệm hơi thở, chứng đến sơ thiền hoặc là tứ thiền rồi, thì quay sang niệm cái sự chết này rất nhanh, thì trong một thời thiền cũng vào được định. Niệm về xác chết thì sẽ vào được sơ thiền, sau đó quay sang niệm sự chết thì chỉ trong một thời thiền ngắn thôi là nó sẽ vào được cận định. Hành thiền niệm về sự chết trên bản thân mình chỉ vào được cận hành định, giống như niệm Phật ấy, niệm Pháp, niệm Tăng cũng vào đến cận định thôi, chứ không vào được tầng thiền. Nhưng mà cái cận định ấy là tâm mình nó bắt vào cái thời điểm cận tử của chính mình ở kiếp sống này. Nó bắt vào cái cận tử của chính mình luôn. Và mình sẽ cảm nhận, nó cảm thấy được cái thời điểm cận tử đấy nó diễn ra như vậy. Và nếu như mà một người có định tốt thì sẽ tác ý được cái thời điểm ấy nó diễn ra khi nào. Mà nếu như mà mình chỉ thực hành mỗi pháp thiền niệm sự chết này mà thực hành một cách miên mật, nó cũng vẫn đắc định nhé. Nó vẫn đắc định. Nếu mà một cái người nào đấy mình chọn pháp này niệm xác chết và cứ tha thiết niệm chánh niệm tỉnh giác giống như mình niệm hơi thở hàng ngày, nó vẫn đắc thiền, nó vẫn đắc được sơ thiền. Hay là người nào cứ niệm sự chết trên bản thân mình mà mình vẫn tha thiết thực hành chánh niệm thường xuyên đều đặn giống như niệm ân Đức Phật ấy, thì vẫn đắc định, vẫn vào được cận định, vẫn vào được trạng thái đấy. Và trạng thái đấy là trạng thái đắc định chứ không phải trạng thái của thần thông đâu. Dạ con dạ. Kính tri ân sư ạ. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Dạ con muốn hỏi, dạ thưa sư,
Dạ, thiền xác chết sình ương á sư, thì có đoạn được các lậu hoặc không sư? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin tri ân ạ. Thực ra thì niệm xác chết đấy là nền tảng để mình hành thiền quán về sau này mới đoạn được lậu hoặc. Như là có những vị mà vị niệm xác chết mà vị đoạn được lậu hoặc, đó là niệm xác chết nó đắc định của sơ thiền. Sau khi đắc định của sơ thiền rồi, vị ấy sẽ quán ngay cái xác chết đấy là danh sắc, hoặc là quán được cái danh sắc của chính mình, rồi quán được tính sinh diệt, vô thường khổ vô ngã trên cái danh sắc của chính mình, cái thân năm muồn của chính mình ấy, thì mới đoạn được nậu hoặc. Chứ cái niệm về sự chết và niệm về xác chết chỉ làm cho tâm được thanh tịnh, nó chỉ chế ngự được các triền cái, chế ngự được phiền não, làm cho tâm đắc định, đắc được định an chỉ thôi. Còn để đoạn nậu hoặc là khi mình đắc định rồi mới chuyển sang hành thiền Vipassana, và nhờ cái thiền tuệ Vipassana đấy mới đoạn được nậu hoặc, chứ không phải là cái niệm xác chết đấy mà đoạn được nậu hoặc. Dạ thưa sư, thì nếu như mà mình thiền được ở trên cái thân thể của mình rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn rất ư chi là khó để mà thiền trên, mình có thể thiền trên cơ thể của người khác rồi, nhưng mà tại sao con vẫn rất ư chi là khó mà thiền trên cơ thể của người khác, cơ thể của mình? Là thiền niệm về sự chết trên cơ thể mình nó thuần thục rồi thì mình lại niệm trên cơ thể người khác được, mà vì niệm trên mình nó dễ hơn, mình hướng về mình niệm trước, rồi khi sau này mình thực hành thuần thục rồi thì mình muốn niệm sự chết trên ai cũng được, mình sẽ hướng tâm đến người đấy và mình niệm là chắc chắn người này sẽ chết, chắc chắn người này sẽ chết, thì mình cũng sẽ thấy cái người đấy giống như cái xác chết. Và đó là cái cách niệm như vậy thì nó sẽ buông bỏ được mọi cái tham ái. Nó cũng giống như thiền niệm xác chết, dứt bỏ đi những cái tham ái. Niệm sự chết cũng dứt bỏ đi những cái tham ái. Và đạt được cái tâm tự tại, đạt được cái tâm buông xả, dứt bỏ đi được những cái tham đắm vào tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cho con xin phép được trình pháp với sư và có một câu hỏi ngoài lề. Dạ, đầu tiên ấy thì về việc quán cái sự chết này thì con lại quán hết tất cả mọi người, tất cả mọi sự vật đều sẽ chết và mọi thứ đều vô thường, ngay cả cái quả địa cầu này cũng là vô thường luôn, và từ đó mà mình không có dính mắc vào mọi thứ của cuộc sống này. Nhưng mà con lại sợ là cái vấn đề này mình sẽ dính vào một cái tà kiến là thế giới không thường còn. Như vậy con có đúng rồi không sư? Thì không phải như vậy đâu. Cái này là mình quán để giác ngộ ra các sự thật. Khi nào mình mà hành đến thiền tuệ, thấy được các pháp chân đế, các cái danh sắc nó cũng luôn luôn sinh diệt, và mình thấy được tính vô thường, khổ vô ngã của nó, thì đấy là một trí tuệ giác ngộ, chứ không rơi vào tà kiến. Chứ không phải rơi vào tà kiến đâu nhé. Rơi vào tà kiến chấp rằng mọi thứ là không thường còn, là cái người đấy người ta nghĩ rằng chết rồi là hết, không còn đi luân hồi tái sinh nữa, không có nhân quả, không có nghiệp báo gì cả. Mà cái đấy là không đúng với sự thật. Thì vì người ta hiểu sai, người ta tưởng cho là đúng, thì đấy mới là tà kiến. Còn đây là mình thấy ra cái sự thật, hiểu đúng sự thật, thấy đúng sự thật, thì đó là chánh kiến chứ không phải tà kiến. Nên là mình cứ yên tâm mà quán, càng quán thì trí tuệ nó càng phát sinh, chứ không bị rơi vào tà kiến. Dạ vâng ạ. Vấn đề thứ hai của con là về việc trì giới ạ. Thì thông thường khi mà con thọ giới rồi thì một thời gian dài có 1 đến 2 giới của con sẽ bị ô nhiễm. Thì con sẽ xin thọ giới lại với các sư ở chùa, nhưng mà dạo gần đây khi con chuyển sang địa điểm mới ấy, thì con không có được cái thuận lợi về địa lý cũng như thời gian, thì con có thể xin tự nguyện xin thọ giới hoặc là xin thọ giới qua những cái video của các sư đã đăng trên mạng hay không ạ? Được. Cái việc thọ giới của mình, nếu như có một vị thầy có giới hạnh thanh tịnh thì mình xin thọ giới từ vị thầy đấy, đó là điều tốt, sẽ hỗ trợ trợ duyên cho mình có được cái động lực để mình giữ giới. Nếu như ở môi trường mà mình không gặp một vị thầy nào, mình tự thọ giới được, thọ giới qua online điện thoại vẫn được, mà tự mình đối trước hình ảnh Đức Phật rồi mình thọ giới vẫn thành tựu.
Cho nên là cứ có cái giới nào bị phạm giới, ô nhiễm hay là mình bị đứt giới nào thì cứ tự thọ trì lại giới đấy, không sao hết. Vẫn có những công đức của giữ giới. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc dùm câu hỏi của thiền sinh ạ. Kính thưa sư, cho con hỏi, khi hành thiền quán tử thi, mỗi khi khởi niệm xác chết bất tịnh thì con bị rung lắc liên tục như vậy, làm thân tâm bị kinh động. Khi chuyển sang hư không, khi chuyển sang quán hư không thì không bị nữa và có cảm giác hỷ lạc. Như vậy làm sao để khi quán tử thi thì không bị rung lắc nữa? Xin sư chỉ cho con ạ. Khi mà thực hành mà mình hoan hỷ với một cái pháp đấy, hay là mình thực hành nó có cái sự tiến triển một chút, thì nó sẽ sinh ra hỷ. Từ cái trạng thái hoan hỷ nó sinh ra khinh an, thân tâm của mình nó nhẹ bẫng lên. Và chính cái khinh an đấy nó làm cho thân của mình bị rung nắc một chút, bị lay chuyển một chút. Lúc đấy mình chỉ giữ cái tâm thản nhiên lại một tí thôi, bớt cái chăm chú đi một tí. Và mình có cái tác ý là giữ cái thân nó ngay thẳng lại một chút là nó sẽ hết đi. Cái đấy không đáng ngại nhé, cái đấy không đáng lo, cái mặc kệ nó. Nó rung lắc vừa vừa thì không sao, mà nó rung lắc quá thì mình tác ý là giữ lại, giữ cái thân lại một chút là nó sẽ hết thôi. Một thời gian này nó sẽ hết đi, không sao hết. Và mình cứ tiếp tục quan sát, cứ tiếp tục thực hành. Và đấy cũng là một dấu hiệu tốt. Cho nên, và mình tránh là đừng đưa tâm về thân nhiều quá. Nếu như trong lúc hành thiền mình cứ đưa tâm về những cái trạng thái khinh an ở trên thân ý, mình hành cái pháp thiền gì cũng vậy, khi mà có một chút kết quả thì đều có cái sự hỷ lạc. Và vì cái sự hỷ lạc nó làm cho thân của mình rất là khinh an và an lạc, mà mình lại đi quan sát cái khinh an, cái an lạc ấy, giống như mình đang hưởng thụ cái khinh an lạc ấy, thì cái sự rung lắc ấy nó sẽ mạnh lên. Còn nếu mình thản nhiên, mình phất nờ, mình không bận tâm đến nó thì nó ít hơn, nó ít diễn ra hơn. Và mình giữ cho cái thân nó trang nghiêm lại một chút là nó sẽ hết đi. Dạ, câu hỏi thứ hai là khi hành thiền con hay bị nhói tim, như vậy về lâu dài bị liên tục như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? À? Con xin tri ân sư. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà nó làm cho cái định bị yếu đi, do mình tinh tấn thái quá, chú tâm căng quá, mạnh quá. Và cứ thực hành như vậy thì định càng ngày càng yếu đi chứ không phát triển. Và như mình chỉ cần xả thiền ra là nó hết ngay. Nó không bị bệnh gì cả, nó không bị đau tim gì cả. Nhưng mà chỉ có là cái thời thiền đấy mình đã thực hành nó hơi sai, và cái kết quả nó kém, nó không có đạt được cái chánh niệm như là mình mong muốn. Thì mình muốn có được cái định tinh tấn tốt thì mình chỉ có tinh tấn trung bình thôi. Lúc nào mình cũng phải để ý xem cái sự chú tâm của mình nó mạnh quá hay yếu quá. Khi nào mà cái sự tinh tấn mạnh quá, chú tâm mạnh quá thì cần phải nơ nà đi một chút, để tâm nhẹ ra một chút, tự nhiên một chút thì nó sẽ quân bình lại. Và khi nào nó nơ nà quá, nó chú tâm yếu quá thì mình hơi chăm chú lên một chút. Cái trạng thái mà mình đau tim là do chú tâm quá lâu, chú tâm sự liên tục quá dài. Vậy thì thỉnh thoảng phải để tâm nó thờ ơ đi một tí, thì nó sẽ quân bình lại, thì cái định nó mới tốt hơn. Nên lưu ý điều đó. Dạ con kính thưa sư, dạ con có câu hỏi là dạo gần đây thì con bị một cái trường hợp là lúc mà tối khuya mà con đang ngủ thì con hay bị giật mình. Có lúc thì tay của con đang ở trên bụng thì giống như bị hất ra. Có lúc thì chân của con giống như là bị giật một cái. Sau rồi khi mà con giật mình dậy thì bắt đầu người con bị nặng và con bắt đầu khó thở. Mấy ngày đầu thì con cũng sợ, xong con bật đèn lên thì con cứ ngồi như vậy tới sáng. Thì con ngủ thiếp đi. Mấy lúc sau thì con cũng không có sợ nữa, tại nó cứ bị như vậy hoài. Nhưng mà con cứ nằm như vậy con không có ngủ được.
mà con cứ nhiều khi buồn ngủ quá cũng phải ngủ thiếp đi nhưng mà lại bị giật mình và bị khó thở như vậy nữa, thì con cũng không biết hỏi ai nên là con hy vọng là sư có thể giúp cho con. Mỗi người mà sư mới thực hành thiền cũng sẽ hay bị cái trạng thái này nhé, khi cái tâm của mình cái lúc mà trước khi đi ngủ hay là hàng ngày mình có sự ngồi thiền một chút thì đến lúc mình ngủ cái tâm nó cũng đôi khi nó cũng hay bị chú vào chỗ này, chú vào chỗ kia. Rồi thỉnh thoảng mình chợp mắt mình ngủ đi thì nó hay rơi vào cái trạng thái là nó bị giật mình một chút như vậy. Nó đang ở trạng thái này, nó đột ngột nó chuyển sang trạng thái khác. Nó đang ở trạng thái tỉnh, nó đột ngột nó chuyển sang cái trạng thái buồn ngủ hôn trầm đấy. Thì là nó có một sự đột ngột nó làm cho mình giật bắn lên một cái. Vậy thì để mà hết cái đấy thì trước cái lúc mà mình đi ngủ ấy, mình hướng tâm ra một cái chỗ khác, đừng hướng tâm vào trong người, đừng để tâm ở trên người, tức là đừng để tâm nó ở một cái vị trí nào trên đầu hay là trên thân mình, mà mình phải nghĩ đến một cái gì đó, một cái cảnh gì đó ở xa xa hơn một chút, thì cái tâm nó bắt vào một cái khác, nó không ở trên thân mình nữa, thì nó sẽ không bị cái hiện tượng đấy nữa, và một thời gian thì nó quen đi rồi nó cũng hết. Là cái trạng thái đấy cũng không đáng ngại nhé, mặc kệ nó, đừng lo lắng gì, đừng sợ cái trạng thái đó. Dạ con cảm ơn sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cho con hỏi hai câu ạ. Dạ, câu đầu tiên là dạ làm sao để mình tinh tấn lên trong cái lúc mà gọi là mình cảm giác mình lơ là đi á sư. Dạ, đó là câu đầu tiên. Cái lúc mà mình tinh tấn quá mà mình biết, mình tự mình xác định được là mình đang tinh tấn thái quá, mình đang chú tâm mạnh quá, thì cái lúc đấy mình cần phải hơi nơ nơ cái tâm đi, tức là mình thấy cái đối tượng nó nơ mơ đi một chút, không quá rõ ràng nữa, thì là lúc đấy cái tinh tấn nó sẽ trùng lại, nó trùng lại một tí thôi, đừng trùng quá, đừng có buông đối tượng, mình vẫn bám vào đối tượng nhưng bám rất là nhẹ. Và khi nào thấy cái sự nơ nà nó nhiều quá, những cái suy nghĩ vọng tưởng khác nó hiện ra rõ ràng thì mình biết là mình đang chú tâm yếu quá, thì lúc đấy lại hơi chăm chú lên. Khi chăm chú lên thì mình sẽ thấy đối tượng nó rõ ra một chút. Khi nó rõ ra một chút thì mình lại giảm bớt đi một tí. Vậy thì đừng để cho nó rơi vào trạng thái thấy đối tượng rõ quá, và cũng đừng rơi vào trạng thái thấy đối tượng mờ quá, mà có thấy đối tượng nó vừa vừa, không mờ không rõ. Như vậy thì nó sẽ an ổn hơn. Dạ, với lại câu hỏi thứ hai là cái lúc mà con chuyển từ cái mà niệm xác chết sang là niệm sự chết thưa sư, thì có một cái khoảng thời gian sau ấy thì con cảm giác là con không có thấy được cái xác chết ban đầu nữa, để con quán trên đó được thấy về thân mình, thì lúc đó thì con có nên quay lại cái niệm xác chết rồi bắt đầu lại là niệm sự chết không sư? Dạ, cũng có thể như thế cũng được, nếu như đến một lúc nào đó mà mình quán cái chết ở trên mình mà thấy nó mơ hồ quá, không có cái sự kinh cảm, không có sự hoan hỉ, không thấy rõ ràng nữa, thì quay sang niệm xác chết cũng được. Niệm xác chết một lúc sau lại quay lại niệm sự chết trên mình. Nếu như cái người nào mà càng niệm nhiều đối tượng của xác chết thì mình sẽ thay đổi được nhiều. Niệm xác chết xỉnh trương, xác chết bầm xanh, xác chết thối rữa, xác chết mưng mủ, nứt nẻ máu me, phân tán tả tơi rã rời bộ xương cho bụi ấy, thì mình niệm càng nhiều vậy thì cái đối tượng nó càng rõ ràng. Mỗi khi cái này mà mình cảm thấy cái tâm mình nó không hoan hỉ nữa thì nó mờ đi, thì mình lại thay sang đối tượng khác, rồi sau đó mình niệm cái xác chết đã bên ngoài xong mình niệm chữ chết trên mình, mà mình cũng thay đổi nhiều như vậy. Mỗi một khi mình quán cái xác chết bên ngoài như thế nào thì mình quay lại mình niệm chữ chết trên mình, mình sẽ thấy nó giống như vậy, nó giống như cái xác chết ở bên ngoài vậy. Thay đổi được nhiều như vậy thì nó cũng rõ ràng hơn, nó cũng tốt hơn.
nên là đôi khi mình cũng có thể thay đổi được. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin tri ân sư. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Sư cho con có câu hỏi ạ. Trong lúc con hành thiền về sự chết thì con có thấy cái xác chết của mình nằm ra chết luôn ạ. Thì con cũng không biết đây là như thế nào ạ. Đấy là mình đang tưởng, đang quán, đang thực hành niệm, quán niệm như vậy. Thì mình thấy rằng cái thân mình nó giống như cái xác chết và mình vẫn cứ niệm nhé. Vẫn cứ niệm chết. Và mình giữ được cái hình ảnh đấy càng lâu càng tốt. Mình thấy được cái thân mình nó giống như cái xác chết thật thì càng tốt. Thì nó sẽ càng có sự kinh cảm. Và cái chánh niệm đấy nó giữ được lâu, nó sẽ đắc định. Và với một cái người mà đắc định rồi, người ta có thể trú ở trên cái pháp thiền niệm sự chết đấy 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, thậm chí suốt ngày suốt đêm vẫn được. Càng trú được lâu càng tốt. Càng trú được lâu thì định càng thâm sâu. Định càng thâm sâu thì tâm mình càng thanh tịnh, càng định tĩnh. Nó sẽ càng làm nền tảng để mình thực hành các pháp thiền cao hơn, dễ dàng hơn, rõ ràng hơn. Nên cứ trú như thế, đừng có sợ gì cả. Nếu mà mình thấy thân mình như cái xác chết thì đấy là đúng rồi, và cứ tiếp tục duy trì và giữ cho hình ảnh đó trong suốt thời thiền. Dạ, thưa sư, trong quá trình mình thiền thì mình vẫn có sự bị phóng tâm, thì làm sao mình có thể đối trị nó được ạ? Phóng tâm cũng không sao cả. Mình cũng không đòi hỏi là tuyệt đối hoàn toàn không có phóng tâm. Mà trong lúc có phóng tâm ấy, mình vẫn quan sát được, mình vẫn chánh niệm, mình vẫn tưởng niệm được ấy, thì cái phóng tâm đấy nó không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu như mà mình cứ cố gắng diệt trừ cái phóng tâm một cách gắng gượng quá thì nó lại bị căng thẳng, nó lại càng bị loạn động hơn. Cho nên là phóng tâm một chút thì không sao, chỉ trừ khi phóng tâm nhiều quá thì mình cố gắng là mình ngăn thôi, mình ngăn đừng để cho nó phóng tâm nữa. Thì mình bằng cách tác ý là hãy mình sẽ tác ý đến cái bất lợi của cái phóng tâm đấy, mình biết là những cái suy nghĩ này, những cái phóng tâm này không có lợi ích gì cả, hãy buông bỏ nó đi, quay về với đề mục thiền, quay về đề mục thiền. Đấy là mình tự mình nhắc nhở mình như vậy. Một thời gian sau thì cái tâm nó thuần đi, dần dần nó nghe theo cái sự thúc giục của mình, nó nghe theo cái sự tác ý của mình, và cái phóng tâm ấy nó sẽ giảm bớt đi dần dần. Chỉ cần giảm bớt đi thôi, chứ không cần nó phải hết nhé. Khi nào mình vào định sâu thì nó tự động là hết. Còn bây giờ mới đang tập thì chỉ cần nó giảm đi chứ không cần nó hết tuyệt đối. Kính thưa sư, con có một câu hỏi như này. Gần đây là người ta đi đám ma về, thì người ta hay nói là khi đi đám ma về là nó sẽ phát sinh ra bệnh tật. Và có nhiều người khuyên con ấy là không có nên đi đám ma. Thế con không biết cái chuyện này như thế nào cả, thì kính mong sư giải đáp dùm. Đám ma thì nếu mà theo khoa học thì nó có cái khí lạnh nhá. Thì cái người chết thì cái thân nó lạnh ngắt ra đấy. Này, nếu như mà một cái người nào mình đến gần hay là mình đứng ở cuối gió, mình có thể bị nhiễm cái khí lạnh đấy vào. Nhất là với những người mà đang có trong người mà yếu ấy, đang có những bệnh như bệnh ung thư ấy, những cái bệnh gì đó. Thì nếu như mình đến thì mình tránh thôi. Mình đừng có đứng ở cái hướng cuối gió, mình có thể bị nhiễm cái khí lạnh từ cái đấy thôi. Nhưng chỉ với một số người thì có thể bị như thế. Nhưng mà cũng có những người, chứ cái đấy nó không phải là do đã ở nơi ấy có một cái gì liên quan đến tâm linh hay là liên quan đến một cái gì đáng sợ cả. Chứ còn người ta vẫn còn đến bên cạnh xác chết, người ta ngồi, người ta quán niệm mà. Như thời xưa xác chết đâu có chôn đi, mà để ngay ở trên mặt đất đấy. Rồi những người nào muốn thực hành cái pháp thiền niệm xác chết sẽ đến ngồi, nhưng mà sẽ được hướng dẫn là không ngồi ở đầu gió, không ngồi ở cuối gió. Vì ở chỗ xác chết cũng hay có phi nhân nhé. Có những cái phi nhân có thể là của cái xác chết đấy, cái người đấy mà chưa mà còn tham ái với xác chết, họ cũng biến thành cái phi nhân này. Họ trông coi một cái vật gì đó hay cái xác thân của họ một thời gian, rồi sau đó họ tái sinh về cõi khác, hoặc là có những phi nhân khác đến ăn xác chết cũng có.
thì mình nên tránh, đừng có đứng đầu gió và đừng đứng cuối gió, nó cái mùi hôi. Mình đứng ngang ngang thì cái thân đấy và mình niệm xác chết thì cũng không sao cả. Nên là nếu như mà muốn thực hành cái pháp thiền này thì mình không được sợ hãi. Với mình nghe nói ở đâu có xác chết, mình hãy đến đó, tìm đến đó để tận mắt mình quan sát, quan sát cái xác chết đấy. Và mình phải đi như một vị anh hùng, tướng quân, chiến sĩ ra trận với một cái tâm dũng cảm như vậy, dũng mãnh như vậy. Và khi mình chú tâm được ở trên cái xác chết đấy rồi, mình phải coi cái xác chết đấy như một báu vật, một cái pháp mà mình có thể tu tập đạt đến thượng trí, có thể tu tập khiến cho mình chứng đắc được những pháp thượng nhân, làm cho mình thành tựu được những cái đạo quả thánh nhân, giác ngộ giải thoát. Cho nên là cái pháp niệm về sự chết này là cái pháp cao thượng, và mình thực hành một cách rất tự tin, đừng có do dự và đừng có sợ sệt gì. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sư cho con hỏi là mình tin vào linh hồn sẽ đi vào luân hồi, vậy thì linh hồn đó có phải là mình đang chấp ngã và mình đang có tà kiến không ạ? Xin sư giải thích cho con là tri ân sư. Linh hồn ở đây, cái linh hồn mà cái theo cái quan niệm mà của cái người đời, người ta cho rằng là cái người ta chết rồi sẽ có một cái linh hồn nó đi ra khỏi cái thể xác này, hay là mình đang sống nó có cái linh hồn nó trú ngụ ở trong thể xác này, và cái linh hồn đấy là nó không bị chết, nó tồn tại vĩnh hằng, thì đấy mới là một tà kiến. Còn mình hiểu theo đúng pháp của Phật thì mình biết rằng một người chết rồi, người ta sẽ đi đầu thai bằng bốn cái sự đi tái sinh, bằng bốn cái con đường, đó là noãn sanh, thai sanh, hóa sanh, thấp sanh đấy. Có người thì chết rồi đi đầu thai, đi luân hồi bằng thai sanh, đi đầu thai vào một cái đời sống khác, hoặc là hóa sanh. Hóa sanh thì người ta hóa sanh thành một phi nhân, thì lúc đấy là người ta trở thành một kiếp sống khác rồi. Người ta có thể là một ngã quỷ, hay là một cái quỷ dạ xoa, hay là một vị chư thiên kiêu bản xà, hay là một cái vị thiên thần nào đấy, thì người ta sẽ tái sinh bằng cách hóa sinh. Chết một cái người ta hóa hiện ra thành một cái chúng sinh khác có thân năm muộn, mà đó là chúng sinh vô hình, mắt thường không thấy được. Đấy là một chúng sinh nhé, chứ đấy không phải là tà kiến, đấy không phải là chấp vào linh hồn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bạch sư, cho con hỏi hai câu ạ. Người đang thọ giới bát quan trai và trong đầu cứ suy nghĩ ra những bài hát, những ca khúc đó, thì có phạm giới không ạ? Con câu đầu. Nếu nó chỉ tác ý ở trong đầu thì chưa phạm giới, chưa đứt giới, nhưng giới chưa được thanh tịnh hoàn toàn, tức là có sự ô nhiễm, có một chút ô nhiễm. Chỉ khi nào mình cố tình, cố ý phát khởi lên cái lời hát đấy thì mới phạm giới và mới đứt giới. Còn có những người do mình mới thực hành và đôi khi mình bị thất niệm, đôi khi mình bị phóng dật và mình quên đi rồi mình hát nên một vài câu, thì đấy là vô tâm, thì cái đấy vẫn không đứt giới nhé, không phạm giới bằng cách vô tình. Còn lẩm bẩm ở trong đầu thì cũng chưa phạm giới, chỉ khi nào mình cố tình mình hát ra nó mới phạm giới, nhưng mà giới đấy chưa thanh tịnh và mình phải cố gắng gạt đi. Ngay cả khi những cái lời hát đấy nó nởn vởn ở trong tâm, mình cũng phải buông đi, mình bảo không được hát, không được như thế, không được như thế, rồi dần dần đi, nó thuần hóa đi rồi, thuần thành đi rồi, thì cái giới của mình nó thanh tịnh một cách nhé, nó trưởng dưỡng, nó trưởng thành, nó mạnh mẽ lên, thì sau này nó chỉ khởi lên một niệm ở trong nội tâm là mình đã nhận ra ngay và mình đã buông được nó ngay, thì lúc đấy nó thanh tịnh ở cái mức độ cao hơn. Dạ, cho con hỏi câu hai ạ. Con cấm tặng bạn một món quà mà con bí mật không cho biết, và cái không cho biết và cái con nên cho biết, thì cái là hai cái này nó có khác nhau không ạ? Tặng một bạn một món quà, mình tặng công khai mà phước và, phước cái giống nhau hay khác nhau? Làm phước mình tặng người đó mà mình không muốn cho người đó biết là mình tặng, hoặc là mình tặng người đó mình công khai cho người đó biết
rằng mình là người tặng quà cho người đấy. Thì cái này nó tùy theo cái dụng ý của mình, nó tùy theo cái dụng tâm của mình. Là tại sao mình lại muốn bí mật, tại sao mình lại không muốn cho người đó biết mình tặng. Có thể là mình biết rằng là nếu như người kia biết mình là người tặng món quà này, thì có thể cái người đấy không hoan hỉ, hay người đấy sẽ hoan hỉ hơn. Tự mình cái này là phải do cái từng cái hoàn cảnh, do từng cái cá tính, từng cái cá nhân của mỗi người, thì nó mới căn cứ vào cái tâm lý của cả hai bên, cái mối quan hệ của hai bên như thế nào. Thì cái phước nó sinh ra từ cái thiện tâm, do mình có cái thiện tâm, mình muốn, vì mình nghĩ rằng là mình bí mật tặng thì có lợi ích lớn hơn cho cái người nhận ấy, thì cái phước nó lớn. Còn nếu như mình hiểu rằng là mình tặng nhưng mà mình công khai thì có lợi ích lớn hơn cho cái người đấy, thì mình tác ý là như thế nào mà có được cái lợi lạc lớn nhất cho cái người nhận ấy, thì là cái phước nó sinh ra từ cái tâm đấy, từ cái tâm thiện của mình. Chứ còn bí mật thì cũng có trường hợp thì tốt, có trường hợp không tốt. Có trường hợp người ta nhận được, người ta không biết là của ai, người ta hoang mang, người ta không hoan hỉ. Hoặc là có trường hợp thì người ta biết là cái người này, cái người tặng này là cái người mình không ưa thích, người ta cũng không hoan hỉ. Thì tùy theo cái trường hợp ấy, nó không thể xác định tuyệt đối được. Con chỉ ăn ngon sư ạ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư, chư tăng ni và đại chúng, con có một câu hỏi. Đó là chú giải của Tam Tạng Kinh Điển Bali là do ai viết ra? Và trong Phật giáo Theravada thì việc mà đọc kinh và dịch chú giải thì có cần thiết hay không ạ? Dạ con xin hết ạ, con kính xin tri ân sư. Chú giải thì có rất nhiều nguồn chú giải. Ngay từ thời Đức Phật, khi Đức Phật thuyết ra những bài kinh, thì lúc ấy đã có những vị tỳ kheo thời Đức Phật cũng đã giảng giải. Có nhiều vị thì khi nghe một bài kinh ngắn gọn vắn tắt từ nơi Đức Phật và chưa hiểu hết ý nghĩa, vị ấy sẽ tìm đến một vị có trí tuệ lớn hơn, như là tìm đến một cái bậc trưởng lão nào đấy, và kính xin tôn giả hãy giảng giải rộng hơn cho tôi hiểu về ý nghĩa của bài kinh Đức Phật đã thuyết giảng vắn tắt này. Thì một cái vị đấy sẽ giảng giải lại một cách rộng rãi hơn. Hoặc là khi Đức Phật thuyết ra bài kinh ấy, một vị trưởng lão nào đó lại giảng giải cái bài kinh ấy cho chúng đệ tử của mình ở một cái mức độ rộng rãi hơn. Và những cái bài giảng giải ấy được kết tập lại thì gọi là chú giải. Vậy thì chú giải có sinh ra từ rất nhiều thời. Ngay từ thời Đức Phật cũng có chú giải, sau thời Đức Phật cũng có chú giải, thậm chí đến bây giờ cũng có người viết ra được chú giải. Thì chú giải là những cái luận giải một cái bài kinh của Đức Phật. Nếu như cái bài luận giải ấy có giá trị, có ý nghĩa, có lợi ích và được kết tập, được lưu truyền lại về sau này, thì vẫn có những bài chú giải còn được lưu truyền, thì đấy là chú giải. Và cái việc học chú giải thì tùy ai mình muốn hiểu sâu hơn, rộng hơn thì mình có thể nghiên cứu chú giải. Còn nếu như mà mình học cái bài kinh, chánh kinh của Đức Phật mà mình cảm thấy hiểu, có khả năng hiểu hết rồi thì mình không cần học chú giải cũng được. Nhưng mà có những bài kinh thì mình cảm thấy rất là khó, rất là cao siêu, Đức Phật nói rất là ngắn gọn, và mình muốn tìm hiểu rộng rãi hơn thì mình lại tìm hiểu ở trong chú giải. Đấy, người nào mà học chú giải thì mình sẽ có cái hiểu rộng hơn, sâu hơn. Và chú giải ấy, một vị nào có trí tuệ hiểu sâu sắc về pháp của Phật cũng có thể chú giải ra được.
Thì đấy là chú giải là vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch sư, sư cho con hỏi. Cái mà thiền quán tử thi với lại cái quán sự chết đó sư, thì hai cái thời thiền con trải qua hai cái cảm xúc khác nhau. Cái thời đầu giờ chiều thì tại vì lúc đó con quán cái tử thi thì con quán vô cái một người ở bên ngoài. Sau đó con hình dung ra xác chết của con. Và cái cảm xúc của con lúc đó con cảm thấy mình rất là thản nhiên với cái xác chết của mình nằm ở đó. Nên cái thời đó con thấy là con vào định được và thậm chí con còn thấy ánh sáng cho đến khi mà sư kết thúc cái thời thiền. Nhưng mà đến cái thời thiền sau á, thì con cũng quán cái xác chết thì con lại quán một người thân ở trong nhà mà cái người đó là bệnh. Sau đó con hình dung xác của con trong cái giường bệnh đó và con cũng thấy con nằm cũng bầm tím rồi cũng mưng mủ này nọ. Rồi... nhưng mà trong cái khung cảnh đó thì con lại thấy có đứa cháu gái của con nó xuất hiện á sư. Thì khi đó con cảm thấy là con tiếc và con có cái sự giống như là chối bỏ cái sự chết đó sư. Thì nếu như vậy thì làm sao mình đối trị được hả sư? Mà đấy, đến cái giai đoạn mà mình niệm về cái sự chết trên mình, nó sẽ có cái giai đoạn lưu luyến cái sự sống như vậy. Và mình cứ tiếp tục niệm và mình phải trấn áp cái tâm ni ấy và mình vượt qua nó. Nhưng tốt nhất là đừng để cho tâm mình nó xuất hiện những cái cảnh khác nó xen vào nhé. Như mình thấy xuất hiện một cái cảnh có một cái người cháu xuất hiện xen vào thì mình gạt ngay đi, gạt ngay đi. Mình đang ngồi ở đây thì mình niệm cái xác chết ngay ở tại đây. Chứ mình cũng đừng nghĩ đến một cái cảnh nào khác. Và ít suy luận về những cái cảnh động mà mình giữ nguyên một cái hình ảnh nào đấy. Niệm xác chết giữ nguyên một hình ảnh của xác chết đấy. Và niệm sự chết trên mình giữ nguyên một cái hình ảnh của cái xác chết trên mình thôi. Chứ đừng có suy diễn nhiều, đừng có mường tượng ra nhiều cảnh khác nhau. Khi suy diễn mường tượng vậy nó sinh ra nhiều cái cảm xúc. Cái cảm xúc đấy là nó chướng ngại, ảnh hưởng, làm cho cái định nó bị tán tâm, tán loạn không tốt. Và sao mình chỉ gạt những cái cảnh đấy, đừng để đi theo những cảnh ấy nữa. Và cứ niệm chết thôi. Một lúc sau đó, cái tâm nó an ổn trở lại và nó lại chấp nhận cái chết. Và vậy là nó cứ giữ như thế thôi. Cứ việc giữ như thế chứ không cần suy diễn nhiều cảnh nữa. Như vậy thì khi mà mình tập cái thiền mà quán sự chết á sư, mà mình chưa có thuần thục á, thì khi đó con có nên con kết hợp nó với lại trong cái thời thiền mà con thiền Kasina không thưa ông sư? Tức là cái thời gian đầu ví dụ như là 5-10 phút đầu mình thiền về cái sự chết, nhưng mà mình dành thời gian còn lại là Kasina thì có được không? Có được, mình có thể kết hợp như thế. Dành một chút xíu để tập về cái niệm sự chết này thôi. Còn sau đó mình tu tập phát triển cái pháp thiền Kasina đấy cho nó thật sâu, thật vững chắc, cho nó vào được các tầng thiền đi. Chỉ cần vào đến sơ thiền đi là sau này mình quay sang niệm xác chết hay sự chết này, nó chỉ một thời thiền là nó đắc liền. Nó đắc vào đến cái mức định cao nhất luôn. Và khi nó đắc vào mức định cao nhất rồi, mình vẫn có thể tập nó hàng ngày nhé. Nó đều có lợi lạc, lợi ích. Mỗi một cái pháp thiền nó sẽ đối trị những phiền não khác nhau. Mỗi một pháp thiền mang lại cho mình một cái sự hỷ lạc khác nhau. Mỗi một cái pháp thiền làm cho mình phát sinh ra những cái trí tuệ thù thắng khác nhau. Nên là sau này kể cả mình tập nhiều pháp thiền trong một thời vẫn được. Nhiều, cứ tập cái pháp này một chút, xong lại tập pháp khác một chút, tập Kasina một chút, tập thiền tâm từ một chút để mình trải nghiệm cái từ tâm ấy, không hận không sân. Niệm ân Đức Phật một chút để mình hoan hỷ, tăng cái niềm tin với Phật Pháp. Niệm về sự chết, niệm xác chết một chút để cho tâm mình nó xa lìa những tham ái ở đời. Đấy, nó đều có những cái tốt của nó. Rồi. Sư cho con hỏi tiếp, sư. Thí dụ như con cúng dường in kinh sách hoặc là con cúng dường thực phẩm cho chùa, sư. Nhưng mà con cúng dưới tên của một người thân khác thì cái đó là cái phước đó là của người thân đó hay như thế nào hả sư? Không, phước của mình nhé. Không, cái người đấy, người thân của mình mà mình phải nói cho người đó biết rằng hôm nay làm cái phước thiện này, cúng dường tam bảo này, đấy là làm cho ông cho bà nào đấy, để các vị hãy hoan hỷ với cái phước thiện đấy. Nếu như cái người đấy hoan hỷ, cảm giác như mình làm ý, thì mới có phước. Và cái phước ấy chỉ có người nào tận mắt chứng kiến, có khởi nên cái niềm tin và có hoan hỷ với cái việc làm ấy thì người đấy mới có phước. Còn người đấy không biết gì
thì không có phước gì cả. Rồi con hỏi một câu sau cùng sư. Sư, trong cái năm giới cơ bản á sư, cái giới sau cùng là không uống rượu và không sử dụng các chất say á sư. Thì cái đó, cái giới đó nó có mở rộng ra không sư? Con nói ví dụ như là, ví dụ như bây giờ mọi người có cái mạng xã hội thì con thấy có một số người người ta hay quan tâm tới cái mạng xã hội rồi người ta lên người ta nghe. Thì thí dụ như đối với cá nhân mình thì mình thấy cái chuyện đó có những cái nó rất là nhảm nhí á sư. Nhưng mà mình thấy rõ ràng người ta bị nghiện tại vì người ta cứ mở lên những cái tin đó người ta nghe. Như vậy thì cái giới thứ năm đó nó có mở rộng để nó bao gồm cái việc đó không sư? Cái việc cái đấy là nó nằm ở cái giới thứ bảy, cái giới mà không nghe múa hát, thì nó bao gồm là không có xem những cái tin tức nhảm nhí. Và cái hoặc là cái giới đấy nó ở trong cái giới thu thúc nục căn ấy. Người nào vì có bốn loại giữ giới nhé, bốn cái thể thức giữ giới. Một là giữ những cái giới bổn căn bản như là năm giới, thọ trì năm giới, giữ năm giới đấy là giới ban la đề mục xoa, giới căn bản, biệt giải thoát giới đấy, giữ giới nào giải thoát được cái khía cạnh đấy. Nên là tám giới, thì cái tám giới Uposatha đấy cũng là biệt giải thoát giới, giữ giới nào giải thoát khỏi cái phiền não về cái đấy. Đấy là một loại gọi là giới căn bản, giới bổn. Hai là giới phòng hộ các căn. Phòng hộ là khi mình tiếp xúc với những cái cảnh gì mà mình thấy nó sinh ra ô nhiễm phiền não, phóng dật, là tán nó tâm loạn ý, như là xem phim, xem ca nhạc múa hát, xem những tin tức nhảm nhí, phù phiếm, thì cái đấy nó vào cái giới phòng hộ các căn. Mình cần phải phòng hộ các căn. Người có phòng hộ các căn thì xa lìa những cái điều đó. Và cái giới thứ ba là nuôi mạng thanh tịnh. Mình phải biết là cái nghề nghiệp mình làm nó có thanh tịnh hay không. Cái nghề nào bất thiện, cái nghề nào nương thiện thì nên là bất thiện thì tránh đi. Cái giới thứ giới phòng hộ các căn, giới nuôi mạng thanh tịnh và cái giới là chi túc trong các vật dụng, thiểu dục chi túc. Mình sống biết đủ với những cái mà mình có về thức ăn, chỗ ở, y áo, thuốc men. Mình hài lòng với những cái mà mình đang có. Thì đấy cũng là giới, có bốn loại giữ giới đấy. Thì cái đấy nó nằm ở cái giới phòng hộ các căn. Con xin cảm ơn sư ạ. Dạ, quý Phật tử hỏi câu cuối đi ạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư ạ. Con thọ bát quan trai á, mà con la con dạy con á, mà con to tiếng có được không ạ? Dạ, có một câu vậy ạ. Là mà mình la với tâm thiện đi nhá thì không sao. Ví dụ như là có những cái con em mình hay những cái người thân mà mình có trách nhiệm cần phải giáo dục dạy bảo thì mình vẫn có thể dạy bảo bằng cách là nói nâng lên những cái lời dịu dàng. Mà mình nói những cái lời dịu dàng mà nó không nghe thì mình phải nói những lời gay gắt. Nói những lời gay gắt nhưng mà với cái tâm không sân hận nhỉ, không sân hận, mình có thể nói nặng lời nhưng mà không được khởi, vẫn phải với tâm từ, chứ không nên vì một lý do gì mà phải nổi sân là nó sau này nó thành cái thói quen, mình cứ hơi nói đụng đến ai là mình cũng sân lên và cái điều đó sẽ có hại cho cả mình và cả những người xung quanh. Rồi gay gắt mà không nghe nữa thì im lặng. Có ba cách đấy. Chúng con kính bạch sư và kính thưa quý Phật tử. Đây là chúng ta đã hết một ngày tu tập từ sáng đến giờ. Lát nữa đây thì quý Phật tử sau khi nghỉ xong thì tối hôm nay chúng ta sẽ có tiếp tục một thời khóa tu nữa lúc 6 giờ rưỡi. Hôm nay là trùng hợp khóa tu thiền, cũng là khóa thắp nến hoa đăng hướng về Đức Phật lúc 6 rưỡi đến 9 giờ tối nữa. Và cũng là đã hết thời gian tu tập rồi. Nên là mà chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Thì trong một ngày hôm nay từ sáng đến giờ quý vị được giữ giới, thanh tịnh và đặc biệt là quý vị được học các cái kỹ năng hành thiền, các cái đề mục tử thi và đề mục niệm sự chết, cũng như là những cái đề mục hơi thở,
niệm ân Đức Phật, một tâm từ, niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, một số các đề mục mà sư đã dạy rồi đó. Thì những Phật tử nào mà hôm nay mới tham dự lần đầu, thì quý vị có thể tìm lại trên cái trang Facebook của Chùa An Lạc, cũng như là quý vị có thể tìm lên cái trang Facebook của Chùa Phúc Minh đó. Quý vị tìm lại những cái bài giảng trước đó, và mà quý vị có thể nghe rất là nhiều các cái bài giảng và các cái đề mục mà sư đã giảng ở trước đó, để quý vị nương tựa, quý vị thực hành có pháp học rõ ràng thì mình mới có được cái kết quả một cách rõ ràng và sâu sắc. Và nếu mà Phật tử nào quý vị muốn có thời gian thực tập sâu hơn, như hồi sáng sư có trả lời câu hỏi đó, sư nói là ở ngoài chùa của sư thì ngày nào cũng như ngày nào thì thực tập từ 8 đến 10 tiếng hành thiền. À, như thầy được sư dạy thì có những vị tu tập có ánh sáng, có định rồi, thì các vị đó có thể ngồi hơn 10 tiếng một ngày. Thì vì vậy là nếu Phật tử nào mà sắp xếp được thời gian thì quý vị có thể ra một tuần, nửa tháng, một tháng hoặc vài tháng để quý vị tu tập ngoài đó chuyên sâu hơn. Còn nếu mà trong giai đoạn này quý vị chưa có ra được thì quý vị ráng sắp xếp, cố gắng vào tìm các cái bài giảng của sư để quý vị mà nương theo, để quý vị thực hành. Rất khó để chúng ta gặp được Phật Pháp, nhất là trong cái thời gian này là nhiễu nhương tri kiến lắm. Mà nếu mà mình không có một vị thầy minh sư hướng dẫn thì chúng ta rất là dễ lạc vào cái tà kiến và uổng cho mấy chục năm của kiếp người. Thoáng là nay mai mình chết đến nơi rồi mà mình lại sống trong cái tà kiến, gieo cái nhân bất thiện, hoặc là sống với những cái bất thiện rất nhiều trong mấy chục năm, và cái cõi giới đi về sẽ rất là tối tăm và đau khổ. Cho nên hôm nay vì một cái duyên lành nào đó trong quá khứ, cái chỗ mình lại được gặp Phật Pháp, gặp được thầy lành bạn tốt rất là quý như vậy. Nên thầy rất là mong quý vị trân quý cái duyên này. Và thầy cũng rất là mong quý vị tìm lại các cái bài giảng của sư để nghe thêm. Và nhất là cái đề mục mà hơi thở. Sư hay giảng là trên cái nền tảng đề mục hơi thở đó, mình tu tập mà có thiền, có đắc được các cái tâm thiền ở đề mục hơi thở rồi, thì các cái đề mục khác thì rất là dễ đắc. Và trên nền tảng đó thì sẽ qua cái thiền quán Vipassana sau. Thì ở đây, trong đạo tràng hôm nay, nếu mà Phật tử nào tham dự lần đầu thì thầy khuyến khích như vậy. Và trong có một cái group mà viết lại các cái bài giảng của sư á, thì quý vị có thể tìm nghe lại hoặc có thể quý vị tìm đọc. Thầy rất là mong là cái duyên lành này sẽ đưa quý vị đến với Phật Pháp, tu tập tới nơi tới chốn để có được cái điểm kết thúc. Và với cái ân đức đó thì chúng ta rất khó để có thể đáp đền. Và chính sư vào dạy ở đây, sư cũng không phải là dạy để cho mình biết ơn gì cả, mà vì là từ tâm, mà vì sư muốn lan tỏa Pháp của Phật đến cho nhiều người được lợi ích thôi. Nhưng mình là đệ tử, mình là học trò, thì đó là bổn phận của mình. Bổn phận của mình là trong kinh Đức Phật dạy là có ba nơi, có ba chỗ, có ba người cả đời chúng ta không có được quên ơn. Đó chính là cái người mà đã đưa mình vào đạo, tức là cái người đã xuất gia cho mình hoặc là quy y cho mình, đưa mình vào đạo. Cái nơi đó, cái chỗ đó cả đời mình không quên. Cái nơi, cái chỗ, cái người thứ hai là người đã dạy cho mình giáo lý tứ diệu đế. Tứ diệu đế tức là con đường thoát khổ. Và nếu mà chúng ta có một cái vị nào đó, một cái nơi, một cái vị nào đó dạy cho mình cái con đường thoát khổ, dù là mình tu tập đến hôm nay chưa có thoát khổ, thì cái ơn đó cả đời mình cũng không quên. Và thứ ba là cái người hướng dẫn dạy cho mình hiểu rốt ráo tứ diệu đế, tức là đắc thánh, thì đó là cái ơn cả đời mình không quên. Đó là có ba nơi, ba chỗ, ba người mà Đức Phật dạy cả đời mình không quên, là bổn phận của một người học trò, bổn phận của một người đệ tử. Khi chúng ta nghĩ về những cái ân đức đó thì chúng ta không biết nói sao cho mà có thể trả được cái ân đức đó. Dù là sư không có muốn mình phải dạy để mình mang ơn gì cả, nhưng quý vị nghĩ xem, nếu mà mình không có những cái giáo pháp và không có những cái lời dạy này thì chúng ta sẽ mãi khổ, khổ đến bây giờ, khổ đến chết, rồi kiếp sau khổ tiếp, khổ đến hoài luôn. Khổ đến như Đức Phật nói trong kinh là những cái giọt nước mắt mà mình đổ ra là hơn cả biển cả, máu và xương của mình, xương thì chồng lên cả như những cái ngọn núi, và máu đã đổ xuống, nước mắt đã đổ xuống thì hơn cả biển cả, để thấy được cái sự thống khổ đến cỡ nào. Rất là khó để gặp Phật Pháp như vậy. Thì thầy thấy rằng trong một ngày hôm nay không có phải là quá dài để cho quý vị có thể thâm nhập rồi tu tập sâu được, nhưng mà là nền tảng để quý vị có được cái pháp quý vị về thực tập. Và mỗi tháng có 4 lần sư truyền giới bác quan trai quý vị vào cái phòng Zoom để quý vị xin giới. Cũng như là mỗi tối thứ bảy thì sư có giảng kinh Trung Bộ.
Nghe quý vị học thêm để quý vị hiểu thêm về kinh Trung Bộ cũng như các cái bản kinh khác mà sư dạy, thì mình mở mang tri kiến, mình có pháp học một cách rõ rõ ràng sâu sắc như vậy, thì khi mình thực hành á, mình không có bị nghi ngờ, hoặc mình quyết tâm mình thực hành, và khi thực hành có đường hướng rõ ràng và từ thấp đến cao như vậy thì mình mới tiến bộ được. Quý vị thấy là cả một cái lộ trình không có thể nào mà tự mình đi được hết á. Đó, thì thầy mong quý vị đi xa hơn, ráng cố gắng nghe thêm, tìm về những cái bài giảng của sư ở trên cái trang Facebook chùa Phúc Minh á. Dạ. Và vào giờ này thì thầy mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng quỳ lên để mà nói lên lời cảm niệm ân đức của sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư. Như vậy là một ngày tu tập dưới sự hướng dẫn của sư đã trôi qua. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày trong mấy chục năm chúng con có mặt ở cuộc đời, trong mấy chục năm đó nhìn lại những điều bất thiện ở thân, ở khẩu, ở ý chúng con làm nhiều hơn là những điều thiện. Và những cái điều thiện làm được thì cũng rất là ít những điều thiện liên quan đến cái việc chấm dứt khổ đau, đạt được đạo quả Niết Bàn. May thay là chúng con có duyên phước nào đó trong quá khứ, hôm nay được chỗ quả, chúng con gặp được Phật Pháp, Minh Sư, Thầy Lành, bạn tốt. Con biết có những người, có những vị huynh đệ đồng tu muốn về chùa tu tập cũng vì nhiều cái chướng ngại, có thể vì chuyện cơm áo gạo tiền, cũng có thể vì những cái tà kiến đang bủa vây, hoặc cũng có thể bệnh tật, sức khỏe, chướng ngại một cái vài cái quả chướng nào đó chỗ quả. Cho nên có những người, có những huynh đệ đồng tu hôm nay muốn trở về tu tập cũng rất là khó vì những cái chướng ngại như vậy. Nhìn lại chúng con thấy chúng con đang có rất là nhiều cái phước báu, cái duyên lành để mà tu tập, để mà tiến bộ trong pháp học, trong pháp hành. Và đặc biệt là chúng con được gặp sư đã hướng dẫn cho chúng con những phương pháp học, giáo lý của Đức Phật, những bài kinh và đặc biệt là những cái pháp hành mà những điều này được Đức Phật đắc đạo, Đức Phật đã chứng ngộ dưới cội Bồ Đề và tuyên thuyết lại. Hơn 2.500 năm từ lúc Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay, vẫn còn đó giáo pháp, vẫn còn đó chư tăng có pháp học, có pháp hành, giữ gìn chánh pháp ở thế gian. Cho nên hôm nay chúng con mới có duyên để có thể tiếp xúc và để có thể ứng dụng lời Phật dạy. Hôm nay sư giảng cho chúng con đề mục niệm xác chết và đề mục niệm sự chết. Sư dạy cho chúng con rằng cái chết có thể đến bất ngờ, có thể đến vì hết tuổi thọ, có thể vì hết nghiệp, hoặc có thể vì một cái chết oan nào đó. Và con nhớ trong kinh Đức Phật có nói rằng là nếu tối hôm nay chúng ta chết với những cái phiền não như vậy thì chúng ta sẽ đi về đâu. Và có một bài kinh khác Đức Phật dạy chúng con được học là đa phần phàm phu có ba sự kiêu mạn, đó là kiêu mạn ở tuổi trẻ, kiêu mạn ở sức khỏe và kiêu mạn ở sự sống. Tức là rất là ít khi chúng con dám nghĩ về cái sự chết, tại vì nghĩ về cái sự chết là như cái gì đó bị mất đi, làm cho sợ hãi, và nó vì tham ái cho nên rất là ít dám nghĩ đến sự chết. Hôm nay sư dạy các đề mục về sự chết và niệm tử thi để cho những hành giả ứng dụng tu tập vượt qua tham dục, tham ái, vượt qua sự sợ chết. Đó là những giáo pháp mà Đức Phật đã truyền trao và đắc đạo. Ngài đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề, được truyền trao bởi những vị đệ tử của Đức Phật, trong đó có hình ảnh của sư. Chúng con thấy hôm nay chúng con thật nhiều may mắn, có thật nhiều cái duyên lành, đó là chúng con thuận duyên, còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, chúng con còn sống trong một cái thời hòa bình, chúng con đang sống trong một cái thời điểm mà không có quá khó khăn về cái chuyện cơm áo gạo tiền, và đặc biệt là chúng con không có phải là vô phước mà không gặp được Phật Pháp, mà hôm nay hình ảnh của chư tăng vẫn còn đó, chúng con có duyên lành đã được gặp Phật Pháp. Lời Phật dạy như hoa tươi đẹp giữa cuộc đời, những câu kinh tuyệt vời đã cho chúng con điểm tựa. Lời Phật dạy là tinh hoa của cuộc đời, lời Phật dạy là kết tinh những gì cao đẹp nhất, tinh túy nhất ở cuộc đời.
mà Đức Phật đã phải mất 4A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp mới tìm ra được. Hôm nay đây chúng con may mắn được tiếp nhận những lời giáo huấn từ sư, và đặc biệt là chỉ cho chúng con phương pháp hành thiền. Đó là những điều mà chúng con cảm thấy vô cùng khó, vô cùng khó và vô cùng khó đối với chúng con. Chúng con có thể học được những cái bài kinh, một số bài kinh thì chúng con phải nương vào các vị giáo thọ để chúng con học. Có một số bài kinh cơ bản chúng con cũng có thể đọc và tự hiểu được. Nhưng riêng về cái pháp hành, chúng con cảm nhận rằng nếu như không có một vị có kinh nghiệm hướng dẫn thì gần như là chúng con không thể nắm được cái pháp hành. Mà không có nắm được pháp hành, thực tập cho đúng pháp, đúng kỹ thuật thì cái chuyện đoạn phiền não khổ đau sẽ không có xảy ra. Những gì chúng con thưa với sư nãy giờ đó là những niềm hạnh phúc, những duyên lành mà chúng con có được. Chúng con muốn nói nơi đây dâng lên sư lời biết ơn, dù chúng con biết rằng sư giảng dạy cho chúng con không phải là để cho chúng con biết ơn, nhưng bổn phận là một người đệ tử, bổn phận là một người học trò. Chúng con cảm niệm ơn đức sâu dày của sư. Nếu chúng con có duyên lành ba la mật thực tập những lời sư dạy thì chúng con biết rằng ít nhiều chúng con sẽ đoạn tận những cái phiền não khổ đau, và đó chính là cách mà chúng con trả những cái ân tình, trả những cái ân đức, trả những cái điều cao đẹp mà sư đã dành cho chúng con. Và chúng con biết là sư đi một cái đoạn đường rất là xa để về dạy hôm nay. Chúng con nguyện sẽ cố gắng thực hành tốt nhất có thể, như là những phẩm vật cao quý nhất của chúng con dâng lên cúng dường, cũng như là sự biết ơn của chúng con dâng lên sư. Với tất cả sự biết ơn và tôn kính, chúng con xin đảnh lễ sư tam bái. Bây giờ đại chúng đọc theo sư để hồi hướng chia phước. Idam me punyam asava khajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa paichajo hotu. Mama punya param sapasathanam pachemi tesabe medamam punya param napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn. Phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại, cầu mong cho các vị ấy được sống lâu mạnh khỏe an vui. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du. Ban cung nghênh cung thỉnh sư về phòng trà đạo.